Hoa Sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Con xin chúc cô chú và anh chị có một buổi chiều vui vẻ. Dạ, bên con hôm nay có một số hoa sứ xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Dạ, đây là cặp hồng hai lớp ạ. Dạ, đây là cặp hồng hai lớp. Cây này hồng hai lớp này á, cái hoa nó, cánh hoa nó màu hồng ha. Nó nở cánh tròn và hoa to lắm ạ. Dạ, cây này nó có bo ghép rất là dài luôn. Đây là bo ghép nó dài và tựa ra rất nhiều. Cây này nhìn dáng cây rất là đẹp ạ. Và củ cũng đẹp nữa, củ to và đẹp. Đây là cặp hồng hai lớp. Dạ, cặp này nếu mà cô chú anh chị mình mua về, mình có dự định mình sang chậu á, thì khi mình đôn lên á, cô chú anh chị mình đôn lên cỡ khoảng 2 lóng tay thôi ha, cho cái cây nó dễ hấp thu chất dinh dưỡng ạ. Dạ, cặp này con bán với giá là 250 ngàn. Dạ, bên con ship hàng toàn quốc. Cái phí ship xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cho bên con à. Nếu cô chú và anh chị thấy yêu thích thì xin hãy nhấn like để ủng hộ cho bên con. Và đồng thời mình nhấn nút để mình đăng ký để mình cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ, con xin cảm ơn ạ.